Chiều ngày 13 tháng 1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị triển khai công tác biên phòng và phát động thi đua quyết thắng năm 2023. Theo đó, năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Phòng tỉnh Sơn La đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chủ động phối hợp nắm tình hình từ sớm từ xa, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La xử lý hiệu quả các tình huống, chủ trì phối hợp với các lực lượng tổ chức quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng, đề ra 6 nội dung đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Nhà nước và quân đội, tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng đảm bảo thiết thực hiệu quả, gắn phong trào thi đua quyết thắng với các đợt thi đua, quan tâm nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thi đua quyết thắng và tiến hành công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc.